Xin chào các bạn, mình là Bùi Minh Hải. Mình đang học lớp K64 Thứ A của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hôm nay đến với cuộc thi này, mình xin giới thiệu với các bạn cuốn tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc. Cuốn tự truyện này đã đem lại sự thay đổi to lớn trong cuộc đời của mình. Cuốn tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc được xuất bản bởi nhà xuất bản Hội Nhà văn. Cuốn tự truyện này được thực hiện bởi ca sĩ Wannabe Tuấn Anh cùng người quản lý của anh là nhà báo Lý Minh Tùng sau khi anh Wannabe phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác. Cuốn tự truyện kể về sự nghiệp ca hát và quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của anh. Mình tình cờ được biết tới cuốn tự truyện này thông qua ca khúc Nụ cười còn mãi do chính anh sáng tác bằng những câu từ đầy cảm xúc. Cuốn sách đã làm mình xúc động ngay khi đọc những trang đầu tiên. Lời cảm ơn cuối cùng tôi xin dành cho Wannabe. Cậu em không máu mủ của tôi, em đã dạy cho tôi và mọi người hiểu ra rằng ngay cả trong những giây phút sinh tử cuộc đời, người ta vẫn có thể mỉm cười thanh thản để vượt qua. Trong những lúc ấy, nụ cười còn có giá trị gấp vạn lần nước mắt. Mình thấy khâm phục anh sự lạc quan đến phi thường. Anh luôn tự nhủ rằng không bao giờ được gục ngã vì mình còn phải làm trụ cột trong gia đình sau khi bà mất và phải sống phần đời còn lại sao cho thật có ý nghĩa. Cuốn tự truyện giúp mình cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà anh Wannabe đã dành cho mọi người xung quanh, đặc biệt là mẹ và em gái. Anh từng viết: nếu có kiếp sau, tôi xin tiếp tục được làm con của mẹ để được báo hiếu trả nợ cho mẹ. À không, trả từng ít một thôi, thì kiếp sau nữa vẫn phải trả vì vẫn được làm con của mẹ. Trong được sang Singapore điều trị, anh dành ra hẳn một ngày để mua quà theo sở thích của từng người bạn của anh. Khi thấy anh Lý đầy ắp quà, anh nói vui với quản lý của mình rằng mình đi điều trị mà cứ như đi chơi anh nhỉ. Với những người hâm mộ, anh đã cố tình giấu bí tình của mình để mọi người không phải lo lắng. Và anh cũng không muốn lợi dụng chuyện này để làm mình nổi tiếng. Anh chỉ muốn khán giả biết đến anh bằng thực lực của chính mình. Đây cũng là lý do tại sao anh Wannabe lại phải đi cỡ tóc che đi một bên mắt như vậy. Khối u với quá trình xạ trị đau đớn đã làm hỏng đi con mắt bên phải của anh. Anh Wannabe từng nói rằng vì không tin rằng trên đời này có phép màu đến từ một bà tiên, mà chỉ có phép màu đến từ chính nghị lực, từ tình thương mà mọi người xung quanh dành cho chúng ta. Điều kỳ diệu là chị Lê Dương Thế Hạnh dù cũng bị ung thư nhưng chị đã tiếp nhận lời động viên ấy. Chị vẫn sống tốt, tiếp tục dạy tiếng Anh, viết sách và nhận được giải thưởng quốc tế vì những cống hiến to lớn của mình. Mình thực sự bật khóc khi đọc những trang cuối được viết lại qua những lời kể của bạn bè anh khi anh sắp mất. Sức khỏe của anh yếu dần đến nỗi những mong muốn gian đơn nhất như ăn món mình thích cũng không ăn được nữa. Và khi nằm trên giường một mình, dù bị liệt nửa người nhưng anh đã gắng gượng dùng cánh tay để gạt đi những giọt nước mắt. Anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ phải rời xa những người thân yêu và họ sẽ buồn vì sự ra đi của anh. Trước đây mình cũng đã từng rất ngại học tiếng Anh. Tuy nhiên sau khi biết về câu chuyện của anh cùng những lời động viên của thầy cô, bạn bè tại trung tâm Miss Trang thì mình đã có thêm một nguồn động lực để cố gắng chinh phục được môn này. Nhờ việc của vốn tiếng Anh mà mình đã có thể hiểu được các tài liệu và video tiếng Anh về các lĩnh vực mà mình thích như thú y, đồ họa 3D, lập trình. Bên cạnh đó, mình cũng đã trở thành một con người luôn cầu tiến, cố gắng hết mình để mai sau trở thành một bác sĩ thú y thật giỏi. Tuy anh Wannabe đã ra đi được gần 9 năm, nhưng những lời của anh trong cuốn tự truyện này vẫn sẽ còn lan tỏa mãi trong mỗi bạn trẻ chúng ta, để chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng ta không chỉ không sống phí bất kỳ phút giây nào của cuộc đời, mà còn phải biết làm những điều thật có ý nghĩa cho những người xung quanh mình nữa. The autobiography Beginning of an End was published by the Writer Association of Publishers.
This autobiography is written by singer Huấn Bi Tuấn Anh and his manager, journalist Lý Minh Tùng, after Mr. Huấn Bi found out about cancer. The autobiography tells about his singing career and his battle with cancer. I admire him for his extraordinary optimism. He always told himself that he must never give up, because he still had to be the breadwinner in the family after his father's death, and had to live the rest of his life in a meaningful way. He deliberately his illness from fans so that people wouldn't worry, and he also didn't want to take advantage of this to make himself famous. He just want the audience to know him with his own strength. I used to be very shy to learn English, but after learning about his story, I have an extra source of motivation to try to conquer this subject. Although Mr. Huấn Bi has gone for nearly 9 years, but his work in this autobiography still resonates with any young person, so that we can see that we not only don't waste any moment, but also know how to do meaningful things with the people around us. Thưa các bạn, sau một lần mình thử áp dụng kỹ năng về đồ họa 3D vào bài thuyết trình của nhóm mình và được cô giáo đánh giá cao, thì mình cũng nảy ra ý tưởng đó là liên kết với các nhà xuất bản và tạo ra một ứng dụng di động kết hợp giữa việc đọc sách điện tử và đồ họa 3D để tạo cho người đọc một cảm giác thân mới lạ. Điều đặc biệt ở ứng dụng của mình là mỗi cuốn sách sẽ có một phiên bản 3D riêng do mình tự thiết kế để bạn đọc có thể nhìn được qua hình của cuốn sách, từ đó có thể cân nhắc mua chúng về để ủng hộ các nhà xuất bản thông qua link mà mình đặt ở dưới phần mô tả. Vào các ngày nghỉ thì mình sẽ tổ chức ra các sự kiện đối với nhỏ nhỏ. 20 người có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được vé để chiêu kẹp vào các chức năng cao cấp hơn của ứng dụng, như một số cuốn sách đặc biệt và được trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường do mình tích hợp vào một số cuốn sách. Thực tế tăng cường hay còn gọi là AR là công nghệ giúp smartphone nhận diện hình ảnh, từ đó hiển thị ra các vật thể ảo đã được lập trình sẵn từ trước và chúng ta có thể tương tác với chúng như trong thế giới thực. Nhờ vậy mà bạn đọc có thể sẽ cảm thấy tò mò, hứng thú hơn nhờ có công nghệ AR, và việc học các môn học ở trường sẽ trở nên sinh động, trực quan. Điều này là đặc biệt cần thiết với các lĩnh vực như ngành y của mình, bởi việc tiếp xúc lâu với các ngoại vật được bảo quản trong hóa chất sẽ rất có hại cho sức khỏe. Và AR cũng sẽ giúp cho công việc giảng dạy của các thầy cô được dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể chi trả thêm một khoản tiền nho nhỏ hàng tháng để có thể truy cập vào các chức năng cao cấp ấy. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đọc xem quảng cáo để gia hạn thêm thời gian đọc sách. Với mỗi lần xem quảng cáo sẽ tương ứng với 15 phút đọc sách. Trong trường hợp các bạn đã đóng tiền hàng tháng thì khoảng thời gian này sẽ được tăng lên thành 30 phút. Toàn bộ tiền thu được từ ứng dụng sẽ được sử dụng để chi trả cho các nhà xuất bản sách, trả tiền thuê máy chủ, thuê thêm nhân công và đầu tư thêm cho các chiến dịch quảng cáo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, để ứng dụng của mình có thể được nhiều người biết đến hơn. Mình hy vọng sáng kiến của mình sẽ giúp văn hóa đọc lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng. Và tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong gai nào ai biết được. Buồn vui nước mắt nụ cười, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tâm tay thôi. Chọn một niềm vui tôi với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mỗi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi. Thắp sáng lên những hy vọng về. Dù ngày mai trong gai nào ai biết được, buồn vui lương mắt một người vẫn không ngừng trôi. Chẳng hiểu những vui không
chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tôi với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng.